chị chỗ này quen quá vậy ta. Trời ơi, chỗ này hồi lúc em sửa buổi anh nhớ hả? Em mời chị ngồi ạ. Trời quen quá. Ủa sao quen? À không có gì em, không có gì hết. Trời mũi quen nó đẹp quá ha. Dạ. Đây con lại xinh quá trời luôn. Trời ơi, tất cả bây giờ của chị đó. Em muốn đến làm thêm dịch vụ gì? Em muốn làm ngực. Em muốn làm ngực hả? Năm ngực bên chị đang có nhiều ưu đãi lắm. Em tính tiền cho chị. Chị về chỗ con nữa. Tính tiền đây. Hello của chị. Rồi cho em thanh toán 300 triệu nha. Ok. Rồi em coi con nhận được chưa nha, chị chuyển khoản rồi á. Chị dạ, đây em nhận được rồi chị. Bắt xe rồi. Ủa? Anh đi đâu đây? Ai dở? Sao anh nói em anh đi công tác mà? Anh nào anh dắt em họ của bà chị của ông chú con bà Sáu sát nhà thằng sớm anh đi làm đẹp. Quên! Gì hả? Con chào gì? Gì cái gì mà gì? Anh làm em không biết họ hàng nhà anh vậy? Cũng may là hôm nay em tới làm đẹp nè, mới phát hiện ra. Anh giải thích cho em nghe xem. À, tôi hiểu rồi. Nhìn cô từ trên xuống dưới đi. Mập như heo á. Mà đòi anh dinh thương cô hả? Tôi nói cho cô biết nha, cô chỉ là cái thứ tiểu tam thôi. Mập cái gì? Ngày mai là tôi đi hút mỡ rồi. Có khi đẹp hơn có cô đó, cái đồ đẹp xẹp. Đó đó rồi, em đi vào đây. Anh thấy người ta chúa cho em nép kìa. Làm đẹp liền đi. Em phải đẹp hơn con mụ này mới được. Được rồi, để em giải quyết cho, để em giải quyết nhanh cho. Mình về nha, mình về tiếp nha. Anh bỏ thì mặc đồ bồn hèn. Còn đi với gái còn mặc nè, vét đồ ha, kính đồ ha. Anh đi về nhà, cái giấy hôn đi. Chạy lên, mở cái túi. Chị này chết rồi, về nhà ăn đủ rồi. Đúng rồi, đẹp bà, những niềm đau. Em ơi, tính tiền cho bạn kia ra. Có người yêu chị.